Xin chào các bạn, hôm nay Vietnam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài. Cuốn sách Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài của tác giả To Ha Giao viết theo lối tư duy của người Nhật, viết về kỹ năng sống đẹp mà mỗi người nên có với phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng, dung dị và nhiều điều cần suy ngẫm. Cuốn sách này dành cho ai? Cuốn sách này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế của To Ha Giao cùng chồng mình trong quá trình hỗ trợ người đánh mất niềm tin vào bản thân ở học viện Kihatsuga. Cuốn sách được chia làm 32 mục nhỏ, cho nên bạn có thể lật ra bất cứ trang sách nào bạn muốn đọc. Trong mỗi mục có từ 2 đến 3 trang sách về một chủ đề, sau đó là một hành động để tóm gọn nội dung. Với độ dài vừa phải sẽ giúp bạn đọc có thể dễ dàng tiếp thu những con chữ một cách nhanh chóng. Đôi lời về tác giả. To Ha Giao là giảng viên môn cơ khí công ki nổi tiếng tại Nhật Bản. Bà cùng chồng đã sáng lập ra học viện Kihatsuga, một nơi hỗ trợ phát triển tâm linh có trụ sở tại Tokyo và Osaka. Là một tác giả nổi tiếng với nhiều cuốn sách để đời, bà còn đứng ra tập hợp bộ môn ki, chủ trì buổi hội thảo chương trình rèn luyện nhân cách thông qua dự án The V2E Project. Mục tiêu của To Ha Giao hướng tới một xã hội trong đó mỗi cá nhân đều cảm thấy được tình yêu và sẵn sàng phát huy sứ mệnh của bản thân. Cảm nhận về sách. Chúng ta có quyền lựa chọn suy nghĩ tích cực, nhưng tại sao lại không lựa chọn? Suy nghĩ tích cực có giúp bạn giải quyết vấn đề không? Chúng ta làm gì để hình thành suy nghĩ tích cực khi đối diện với cuộc sống đầy khắc nghiệt này? Hãy để Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài giúp chúng ta nhé! Không phủ nhận quá khứ. Quá khứ đã qua đi, xin đừng phủ nhận nó. Hãy nhớ rằng đó là một phần trong cuộc sống của bạn. Bạn đã cố gắng hết mình vì nó. Thay vì phủ nhận quá khứ, bạn hãy thừa nhận bản thân đã tận tâm tận lực với mọi thứ. Cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để quá khứ giúp bạn có động lực sống tốt hơn mỗi ngày. 52 điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Trên thế giới này có vô vàn điều tốt đẹp và chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Hạnh phúc xuất phát từ những điều bé nhỏ nhất. Chỉ cần mỗi một ngày bạn đều dùng tất cả năng lượng tích cực để đối diện với áp lực, đau khổ của cuộc sống này, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy được những giá trị hạnh phúc ở nó. Chỉ cần là chính mình. Đã có bao lần chúng ta nhìn vào thành công của người khác và mong muốn có được cuộc sống như họ, để rồi bạn quên đi giá trị của bản thân. Bạn luôn nghĩ rằng mình không có điểm tốt nào. Bạn để mỗi ngày trôi qua trong nhàm chán, không có một ý nghĩa gì. Suy nghĩ tiêu cực không giúp chúng ta có thể trưởng thành được. Bắt đầu từ hôm nay, hãy nói những điều tích cực cổ vũ bản thân. Đừng nhìn vào thành công của người khác để sống. Chỉ cần bạn sống cuộc đời của chính mình. Trên thế giới này, không một ai có thể thay thế nét quyến rũ mà riêng bạn mới có. Tự quyết định những chuyện quan trọng. Cuộc đời con người sẽ không ít lần chúng ta phải đối diện với những quyết định quan trọng. Cách chúng ta tìm đáp án sẽ thế nào? Không ít bạn trẻ ngày nay khi đứng trước muôn vạn băn khoăn của cuộc đời đã để người khác quyết định cuộc đời của họ. Bạn phải biết rằng ai cũng có thể đưa ra lời khuyên cho bạn. Nhưng nếu đã để họ thay bạn quyết định, thì tương lai dù có đau khổ hay hạnh phúc cũng sẽ do chính bạn nếm trải. Cho nên những chuyện quan trọng hãy lắng nghe chính tiếng lòng của con tim để quyết định. Thông điệp từ cuốn sách. Điều tuyệt vời khi đọc xong một cuốn sách đó chính là bạn có thể thấm thấu hết tất cả những năng lượng tích cực của cuốn sách đem lại. Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài là cuộc sống thu nhỏ trên trang sách, giúp bạn sống tích cực hơn mỗi ngày. Giá trị của bản thân do chính bản thân ta hiểu. Khi bạn đứng trên đỉnh cao của thành công hay dưới đáy của sự thất bại, thì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này chưa từng dễ dàng với một ai. Dù thành công, thất bại hay thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất, thì đó là bài học cuộc sống để bạn nhận ra giá trị của chính mình. Không phải lúc nào đối xử tốt với người khác họ sẽ tốt lại với mình đâu. Đúng là như vậy, không phải bạn cam tâm tình nguyện tốt với người khác bằng cả trái tim thì họ sẽ đáp lại đâu. Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi người tốt. Chỉ cần chúng ta làm việc tốt thì tự nhiên hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Đời người cần bận rộn, chỉ khi bạn không ngừng bước về phía trước mới không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều chương hạo thần. Ở đời chỉ cần bạn sống tốt, không cần so đo tính toán, chỉ cần bạn sống tốt trời xanh sẽ tự an bài. Những trích dẫn hay trong sách. 1. Rất nhiều điều, chúng ta thực ra không có cách nào cải biến, cho nên, sau cùng, bản thân mình sống tốt đẹp là được. 2. Nếu bạn không dựa vào bản thân mà đi nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ chỉ càng thu hút những người muốn điều khiển bạn. 3. Đừng bao giờ gắn chặt đời mình với người khác. Ai là chân chính, ai là sắt son, không ai là ai cả. Đừng vơ mọi chuyện vào mình. 4. Ai rồi cũng quay trở về với cát bụi. Cớ sao lại không cho mình cơ hội trân trọng thế giới này, tự sống một đời vui vẻ. 5. Vào thời điểm bạn thấy khổ sở nhất thì không cần nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn.